quý vị, trong phiên tòa hôm nay là vụ việc giữa một cô nàng dễ thương, dễ gần nhưng lại thích kiểm soát trong tình yêu mang tên là Diễm Trang, cùng với bạn trai của cô ấy là một người được cho rằng hoạt ngôn, gần gũi trong công việc nhưng lại lạnh nhạt và cứng rắn với người yêu mình tên là Kỳ Tần. Liệu rằng trong cuộc tình này ai đúng, ai sai? Tất cả sẽ có đáp án trong Tòa án tình yêu. Và bây giờ hãy cùng chào đón luật sư tình yêu và thân chủ của họ sẽ xuất hiện tại đây. Ngay bây giờ cùng chào đón luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và thân chủ Diễm Trang. Theo đó là sự xuất hiện của luật sư tình yêu Lại Thanh Hương và thân chủ Kỳ Tần. Tôi, Trịnh Tú Trung, luật sư tình yêu của cô nàng Diễm Trang, một cô gái dịu dàng thanh thoát, tốt nghiệp đại học, đang làm chủ một doanh nghiệp với doanh thu hàng trăm triệu đồng một tháng, một người phụ nữ có học thức nè, có kinh tế, nên chắc chắn chuyện quấy sai trong tình yêu là không thể nào. Tôi đến đây để chứng minh cho mọi người thấy ở bên kia, chàng trai kia mới là người sai trong cuộc tình này. Luật sư Trịnh Tú Trung chắc khẳng định được là cứ có tiền là có quyền hay sao á? Giống như cách mà anh ấy vẫn sống trong cuộc sống, mình cứ có tiền, có nhiều sổ đỏ là mình thắng hết đó anh à. Nhưng mà cuộc đời đâu phải là như vậy. Giống như chàng trai của tôi, một chàng trai sống thiên về tình cảm, một ca sĩ bolero, một diễn viên, nghe cái tên là thấy rất là một chàng trai đặc biệt, nhiều tài năng rồi. Thế nên á, một chàng trai sống tình cảm như vậy chắc chắn là dễ bị lừa tình cảm thôi. Nên người sai chắc chắn là không thể là Kỳ Tần được, mà là cô gái bên kia đang đưa bộ mặt giả bộ ngây thơ. Quan điểm hết sức rõ ràng. Liệu rằng thật sự có tiền, có quyền hay là sống tình cảm sẽ không bao giờ sai? Ai mới là người đúng, ai mới là người sai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu chuyện này tại Tòa án tình yêu. Và thưa quý vị, đây là vòng đầu tiên của Tòa án tình yêu mang tên Tích Tắc Lời Khai. Thưa quý vị, tôi là Phương Hiếu, là thẩm phán tình yêu của Tòa án tình yêu. Tôi hân hạnh chào đón quý vị đến với phiên tòa có 102, vì đây là phiên tòa dành cho những trái tim tan vỡ. Thật vậy, nếu các cặp đôi chia tay nhau có cơ hội để ngồi lại với nhau, nói những lời cuối cùng và chia sẻ cho nhau những cảm xúc còn lại, tôi tin rằng sẽ không gì tuyệt vời bằng. Đó sẽ là một hành trang cho các bạn, dù có cùng hay không cùng bước đi trên chung một con đường. Vậy thì ngày hôm nay, trong mỗi phiên tòa của Tòa án tình yêu sẽ có hai luật sư tình yêu dày dặn kinh nghiệm trong vấn đề chia tay người yêu cũ. Họ đã cải thắng rất nhiều vụ kiện tại Tòa án tình yêu, nhưng cũng thua không kém. Vậy thì ngày hôm nay, để xem hai luật sư tình yêu của chúng ta cùng với hai thân chủ của họ sẽ kể về câu chuyện tình yêu như thế nào trong Tích Tắc Lời Khai. Ngay bây giờ, mọi ánh mắt đều đang hướng về vị trí của Diễm Trang. Một cô gái thân thiện, hòa đồng nhưng lại có tính kiểm soát người yêu mình, thì cô ấy sẽ kể về câu chuyện tình yêu của mình như thế nào. Thời gian dành cho luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung và Diễm Trang bắt đầu. Diễm Trang nè, lúc nào cũng vậy trơn á, người nói trước thì sẽ có lợi thế. Bây giờ chúng ta có được quyền nói trước rồi, đó là một may mắn. Hãy kể về chuyện tình của bạn và lý do tại sao chúng ta đi đến với chia tay. Mình và Tần quen nhau trong một lần buổi biểu diễn, và hai đứa thấy có một cái số điểm chung với nhau cho nên là mới tiến tới là hai đứa cùng bên nhau. Nhưng sau một thời gian chung sống thì mới phát hiện là Tần có nhiều tính cách là hơi cộc cằn. Xin lỗi cho tôi dừng khúc này. Sau một thời gian chung sống hả? Là trong lúc là... thời gian quen tìm hiểu và đã có tính tới chuyện đi xa hơn là về chung một là nhà. Là có sống thử. Dạ, đã sống thử. Okay. Cảm ơn. Mời bạn. Là có chung sống thử hay chưa? Dạ là có chung sống thử để biết tính cách của nhau như thế nào. Thì sau thời gian đó thì mới phát hiện ra là Tần có nhiều tính cách là cọc cằn với lại gia trưởng và có những cái là hơi vô tâm đối với bạn gái mình, cho nên là em quyết định là chia tay.
Vậy thì trong quá trình quen nhau đó có kỷ niệm đẹp nào không? Có cái gì mà để chúng ta nhớ lại nó một cách ngọt ngào hơn không? Kỷ niệm đẹp là những cái lúc mà mới quen nhau hay là vẫn là nhắn tin, hẹn hò nhau đi cà phê hoặc là trà sữa rồi này kia, thì những khoảng thời gian đó thì rất là đẹp. Tôi lại chưa thấy nó đẹp lắm, nó chỉ nó đang rất là đơn nghe giản đó. Nó rất là tình yêu gà bông. Đúng rồi, trong quá trình chung sống đó tôi nghĩ nó phải có nhiều kỷ niệm hơn như thế. Thì cái kỷ niệm nào nếu như nó không phải là điều khiến bạn đau đớn mà bạn cảm thấy nhớ? Là những lúc mà khi mà Tần đi làm về và em làm xong công việc của mình, thì hai người cùng nhau nấu một bữa cơm để ngồi quây quần bên nhau mà ăn, thì em thấy rất là hạnh phúc. Tôi hiểu rồi, thật ra đối với người nữ của tôi ấy, thì cô ấy mong cầu rất là đơn giản. Bên ngoài đã quá nhiều công việc rồi, vừa phải quán xuyến công việc kinh doanh của mình, rồi làm thêm các công việc liên quan tới nghệ thuật, thì cô ấy chỉ cần một người đàn ông đơn giản ở bên cạnh mình thôi. Và những yêu cầu của cô ấy cũng rất là đơn giản. Nên là nếu bây giờ mà để hỏi sâu vào những điều sâu sắc hơn thì nói chung là nó cũng không quá nhiều thứ. Vậy thì đỉnh điểm, nguyên do tại sao khiến cho bạn cảm thấy là một người đơn giản, phù hợp với nhu cầu đơn giản, cuối cùng lại không còn phù hợp nữa? Vì ảnh không có dành nhiều thời gian cho mình. Giống như là sau thời gian chung sống thì mình thấy là ảnh quan tâm công việc nhiều hơn là quan tâm đến người bạn gái. Như là đi sớm về khuya hay là những công việc bên ngoài thì, và có những cái mối quan hệ mập mờ của ảnh mà mình... Quan hệ mập mờ hả? Bạn có thể nói rõ hơn, tại vì nãy giờ nghe những chia sẻ của bạn tôi vẫn chưa hiểu rõ lắm về mối quan hệ của các bạn, từ việc mà các bạn yêu nhau đến lúc mà các bạn gặp vấn đề, rồi bây giờ bạn nói dùng cả từ quan hệ mập mờ nữa. Tôi vẫn chưa hiểu chính xác về mối quan hệ của các bạn là rõ ràng nó như thế nào. Chẳng lẽ là bây giờ một mối quan hệ về ở chung với nhau có xác định lâu dài mà những hạnh phúc bạn nghĩ tới chỉ có đúng một cái việc là nấu cơm cùng với nhau, ăn cơm với nhau vậy, có mỗi chuyện đó là hạnh phúc đối với bạn à? Không, tôi phản có đối một cái kỷ niệm. Tại vì thật ra mỗi phụ nữ họ sẽ có một cái mưu cầu khác nhau, có những họ yêu cầu nhiều hơn, nhưng có những họ chỉ cần đúng như vậy là họ cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì thật ra là chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người mỗi khác. Tôi đồng ý với việc là hạnh phúc của mỗi người thì nó sẽ có chuẩn mực khác nhau. Thế nhưng mà cái việc mà hạnh phúc trong bất cứ một mối quan hệ nào nó cũng sẽ có nhiều câu chuyện, chuyện nhỏ, chuyện lớn. Nó sẽ có nhiều cái để đưa cho mình cái hạnh phúc, chứ không phải chỉ cái việc là ăn mỗi một bữa cơm, nấu một bữa cơm thì đã gọi là hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ ở đây bạn Diễm Trang không muốn nhắc tới, thì vì người ta đến đây để chia tay. Thì khi người ta đến để chia tay, nếu như họ những chuyện không tốt, người ta sẽ nhớ nhiều hơn là nhớ những chuyện tốt. Tại vì nếu như trong lòng còn nghĩ tới nhiều chuyện tốt như thế thì họ đã không dẫn nhau tới tòa án tình yêu rồi ạ. Nếu theo ý của luật sư Trịnh Tú Trung thì tôi sẽ không có tìm hiểu thêm về cái lúc mà giai đoạn hạnh phúc nữa. Vậy tôi muốn tìm hiểu thêm về giai đoạn không hạnh phúc. Tại vì bạn cũng không có nói rõ. Tại bạn chỉ nói rằng là anh này cộc cằn, rồi anh này không quan tâm. Tôi muốn biết là chính xác là cái gì. Tôi Diễm cần Trang, một cái ví dụ cụ thể. Một câu chuyện cụ thể đi ạ. Như là trong thời gian Tần đi làm việc xa nhà, bởi vì anh là người giống sống vì công chúng, vì nghệ thuật, cho nên là những công việc của anh là thường xuyên vắng nhà. Thì trong những cái khoảng thời gian vắng nhà đó thì mình lại không biết là bên ngoài anh có những cái mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp hay là những đối tác như thế nào đó. Thì những cái mối quan hệ đó mình lại không thể nào kiểm soát được. Mình không biết được là trong cái khoảng thời gian ảnh có thể đi là 15 ngày, 1 tháng hay gì đó, thì mình không có biết được là khoảng thời gian đó ảnh có quen một người nào đó bên ngoài hay như thế nào hay anh không. Anh đi đâu mà lâu dữ vậy? Khi đi một cái show trình diễn hay là một cái phim điện ảnh nào đó thì thường là đi theo. Wow, ảnh đóng phim điện ảnh luôn hả? Ảnh vừa là diễn viên vừa là ca sĩ. À, phim gì bạn có biết tên không ạ? Tại vì đó là những cái mà mình thấy là bị mập mờ và mình muốn tìm hiểu để xem thử là... Bạn thấy chưa? Thật ra là với sự nghiệp của một người diễn viên á, được tham gia phim điện ảnh là một điều rất là ý nghĩa. Và là một cặp đôi hạnh phúc thì cái điều ý nghĩa đó chắc chắn phải được chia sẻ. Họ sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Ôi, anh đang quay bộ phim này đó, kia nọ. Còn đây tới cái tên bộ phim mà bạn ấy còn không chia sẻ đối với bạn nữ nhà tôi thì chắc chắn là phải có điều mập mờ gì đó rồi. Thì mới có một sự chia sẻ cụ thể. Tôi xin phép được phản đối. Thế này mình có thể gọi là tại sao bạn nữ không quan tâm? Nếu mà đã là một bộ phim điện ảnh ai cũng biết thì chắc chắn là bạn nữ cũng phải biết. Chứ làm sao có chuyện mà lại này kia kia nọ. Vậy sự quan tâm của bạn nữ đã đủ hay chưa? Người ta không hay kể làm sao mình biết? Hay bạn đang chỉ muốn kiểm soát? Ủa, nếu mà đã là phim điện ảnh thì bạn có tất cả mọi người đều biết chứ. Tại vì điện ảnh là một phim nổi tiếng mà, ai cũng biết mà. Đâu có thể nói là phim này phim kia được. Nhưng mà nếu người ta không muốn kể rồi mình không thể nào ép uổng được. Chính vì lý do đó bạn nữ của tôi mới nghi ngờ. Chứ nó không, thân chủ của tôi sẽ không nghi ngờ rồi. Tôi nghĩ rằng là bạn nữ qua câu chuyện vừa rồi, bạn ấy có vẻ là một người rất hay đi nga. Có nghĩa là đa nghi.
Nina là đa nghi. Tôi xin ghi nhận. Thuật ngữ này hơi mới nhưng tôi sẽ tiếp thu kể từ ngày hôm nay. Hai luật sư thân mến, cái quan trọng là những gì mà hai bạn vừa chất vấn với nhau, tôi thấy nó không đúng, nó cũng chẳng sai. Cái quan trọng là gì? Một người không kể mà một người không hỏi. Nếu chàng trai này đóng phim điện ảnh thì bạn ấy kể tường tận là được. Nhưng bạn ấy chỉ mới cho thông tin nhỏ giọt là anh đi phim trong thời gian ấy. Tôi xin phép ấy. Ý kiến ở ngay khúc này. Nếu mà thẩm phán nãy có nghe câu cho cách kể chuyện của bạn ấy dùng từ là em không thể kiểm soát được anh ấy đi đâu và gặp những ai. Nghĩa là cô gái này thường trong tình trạng kiểm soát. Và một khi đã kiểm soát thì đàn ông họ sẽ cảm thấy bị gò bó và họ thực sự là họ đóng mình lại và họ không muốn chia sẻ luôn. Nếu mà mình tâm sự, chia sẻ thì chắc chắn là tôi nghĩ là người đàn ông nào cũng rất là thoải mái cho cái việc mà chia sẻ câu chuyện. Nhưng mà nếu mà sử dụng cái từ mà kiểm soát thì chắc chắn đó là một cái rào cản rồi và khiến cho người đàn ông người ta không thể thoải mái được. Tôi hiểu điều mà luật sư tình yêu Lại Thanh Hương chia sẻ. Nhưng rõ ràng nếu mình thật lòng yêu một người con gái, mình biết cô ấy có tính kiểm soát, mình chủ động thông tin đến cô ấy, thì có lẽ cái sự kiểm soát này nó chỉ là cái cảm xúc diễn ra ban đầu. Từ từ sẽ dễ dàng hiểu và tin nhau hơn để làm giảm bớt cái sự kiểm soát này lại. Còn ở đây thì rõ ràng là tôi không biết ở Kỳ Tần có chia sẻ đủ sâu và đủ nhiều cho Diễm Trang hay không. Tôi không dám phân định. Đây là cách mà các bạn đối xử với nhau trong đời sống. Vậy thì tôi hỏi Diễm Trang cùng với luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung, hai bạn còn điều gì để chia sẻ trong tích tắc lời khai nữa không? Diễm Trang, bạn còn gì muốn nói hay không? Chung là đến đây là chỉ muốn chút bỏ cái gánh nặng về một người mình đã từng thương thôi. Tôi muốn hỏi Diễm Trang, khi bạn quen với Kỳ Tần, bạn có biết Kỳ Tần là diễn viên không? Dạ biết ạ. Tôi đang muốn hỏi như vậy để xác định với Diễm Trang, nếu bạn đã biết Kỳ Tần là diễn viên ngay từ đầu thì bạn có hiểu về công việc diễn viên là như thế nào không? Đây cũng là câu mà tôi muốn hỏi. Tại vì vừa nãy ngay khi bắt đầu câu chuyện của bạn, bạn ấy kể rằng là em biết Kỳ Tần là một diễn viên, là một người của công chúng, thường xuyên đi công tác, gặp gỡ nhiều người. Bạn biết ngay từ đầu, tại sao bạn vẫn bước chân vào mối quan hệ này và bây giờ bạn lại than vãn về điều đó? Đó là điều mà thẩm phán tôi đây cũng thắc mắc. Tại vì khi bạn chọn yêu một người, bạn phải biết về anh ta, biết công việc của anh ta, biết quỹ thời gian của anh ta và biết những lúc anh ta vắng nhà vì điều gì. Thì nếu bạn biết điều đó, bạn chấp nhận yêu, thì đôi khi mình cũng phải chấp nhận những lúc mà anh ấy xa nhà. Anh ấy đi sớm, về khuya, anh ấy dành thời gian cho người hâm mộ của mình chẳng hạn. Nếu bạn nói như vậy, bạn chấp nhận quen một người mất quá nhiều thời gian ở bên ngoài để rồi bạn mong muốn anh ta dành nhiều thời gian cho mình, tôi nghĩ đó là một điều tham lam. Thật sự khó để một người đàn ông có thể dung hòa điều đó, nên đấy phải lo làm nhiều việc. Và cái câu chuyện xác đáng hơn ở đây, đó chính là việc bạn tự thú nhận trong lý lịch lời khai của mình, bạn là người thích kiểm soát. Bạn có thực sự là người như thế không? Thưa thẩm phán là em nói về kiểm soát thì em không phải là kiểm soát toàn bộ các lịch diễn cũng như là những mối quan hệ là bạn bạn Tần sẽ quen bao nhiêu bạn gái, bạn trai như thế nào và những mối quan hệ đó như thế nào. Nhưng mà em chỉ muốn biết được là những mối quan hệ của bạn Tần là ở mức nào trong cái mối quan hệ đó, như là chỉ là bạn hay là một cái mối gì là trên tình bạn hoặc là dưới tình yêu hay như thế nào đó. Thì những cái này thì wow, lại không có cái sự đây chia sẻ. Đây là một yêu cầu rất là buồn cười. Tại vì nếu mà có thực sự cái câu chuyện trên tình bạn dưới tình yêu, lẽ nào đi về kể với cả người yêu của mình, nếu chuyện nó có xảy ra thật. Nên là không, đây là những cái yêu cầu rất là vô lý. Không đó, lẽ bây giờ bạn đi ra ngoài, bạn lỡ mà bạn có ngoại tình xong bạn về em ơi, anh đã lỡ quen một cô gái này, nhưng mà thực ra ở trên bọn anh vẫn là tình bạn, chỉ có dưới lâu lâu là tình yêu. Không lẽ bây giờ mình sẽ nói chuyện như vậy? Không, không, đây không, là một không, cái điều yêu cầu vô lý từ một cô gái cho một chàng trai. Tôi nhất nghĩ là nó người không vô lý yêu của mình. Tôi nghĩ nó không vô lý đâu bạn à. Tức là cách của Diễm Trang ở đây, tức là Diễm Trang chỉ cần thẳng thắn trong một cái mối quan hệ thôi. Tức là nếu như bạn nhưng có một quan hệ khác cứ trình bày. Nhưng mà nếu mà thì làm sao mà thẳng thắn được. Còn cô gái này vẫn đang nghi nghĩ rằng là có, còn đây không có, lấy gì mà thẳng thắn. Đó là vậy, sự lo sợ của người con gái. Một người con gái khi mà ở nhà một mình quá lâu á, nó sẽ nảy sinh rất là nhiều suy nghĩ. Không, không, cô gái không ở nhà một mình quá lâu. Cô gái rất bận rộn như lời của luật sư Trịnh Tú Trung nói ngay đúng, từ lúc đầu. Đúng. Cô gái kiếm một tháng cả 100 triệu đồng làm chủ sở hữu của một trung tâm sắc đẹp, rồi lại còn làm cả diễn viên, là một người rất bận rộn, đâu phải là rảnh rang ở nhà để mà suy nghĩ nhiều. Vậy chắc chắn là cô gái này là một cô gái có thể là bị đa nghi rồi, thẩm phán ạ. Tôi muốn hỏi Kỳ Tần, tần suất mà Diễm Trang thắc mắc về những mối quan hệ khi bạn đi ra ngoài nhiều hay ít? Thưa thẩm phán, rất dày đặc đến mức độ tôi không thể nhớ nổi.
rất dày đặc. Nghĩa là chỉ cần bạn gặp ai, hay bạn nói bạn đi diễn với ai, hay là bạn song hành cùng với một bộ phim nào đó có diễn viên nữ, là bạn ấy hỏi hay sao? Dạ, trên cái đó nữa. Thí dụ như là đang ngồi vậy thôi, có một ai đó gọi điện thoại thôi, hay một tin nhắn gì đó từ nhà mạng nhắn thôi, là cô ấy đã cuốn quýt lên và gào thét lên và kiểu như là phải xem đó là cô gái ghen cả với nhà mạng luôn mà. Dạ. Thật là đáng tiếc, thật tội nghiệp cho chàng trai ấy. Điều đó chứng tỏ là cô gái này rất yêu chàng trai đó, tại vì thực ra không yêu chả ai ghen cả. Nếu người ta không sợ mất thì người ta chẳng bao giờ phải quan tâm là bạn đang ở bên cạnh ai, đang nói chuyện với người nào. Bản thân tôi cũng như thế, tức là trừ khi chúng ta có cảm xúc nhiều thì chúng ta mới thể hiện ra ngoài nhiều. Nhờ ngày hôm nay tôi mới biết luật sư Trịnh Tú Trung ghen cả với nhà mạng. Vâng ạ. Vậy Diễm Trang thân mến, cho tôi hỏi bạn. Bạn là một cô gái độc lập về tài chính, bạn có một doanh nghiệp về nhan sắc để bạn sở hữu, thu nhập hàng tháng cả 100 triệu. Tôi hỏi bạn một câu, chỉ cần bạn trả lời cho tôi điều này. Bạn cảm thấy điều gì ở Kỳ Tần để cho bạn phải luôn luôn lo lắng, luôn luôn sợ rằng Kỳ Tần có mối quan hệ mờ ám nào đó? Nó có xuất phát từ một cái biểu hiện nào hay không? Hay là một vết nào, một lần nào đó Kỳ Tần lỡ lộ những cái tin nhắn mập mờ hay là hành động mập mờ hay không? Hay chưa bao giờ xảy ra mà tự bạn lo thôi? Dạ thưa thẩm phán, là những cái mà em đang nghi vấn là vô tình là gặp được tin nhắn nổi lên trên điện thoại của anh ấy thôi, nhưng mà do có mật khẩu cho nên là em không có vào xem được. Nhưng mà em hỏi xin mật khẩu thì anh ấy phớt lời và không có muốn cho em vào điện thoại để xem cái dòng tin nhắn đó. Thì từ lúc đó thì em mới phát lên là mình hơi nghi ngờ vào đoạn tin nhắn đó, là nữ nhắn tin nhưng mà với một cái dòng trạng thái là hẹn cà phê thì là để làm gì? Là có nghĩa là bạn không đọc được tin nhắn mà bạn biết là tin nhắn hẹn đi cà phê? Có, nó có hiện một cái công tắc tin nhắn, tức là không được đọc đầy đủ thôi ạ. Vậy thì nó dễ quá thẩm phán hơn. Một cái chàng trai mà rõ ràng là mình không có che giấu chuyện đó, có nghĩa là cái điện thoại để nó coi được mà. Thì đâu phải là nếu mà những cái chàng trai mà có cái việc mà lén lút gì đó thì là người ta sẽ không có để, không có cài đặt cái chế độ mà hiện tin nhắn màn hình. Không, nhiều khi anh không biết tắt á, tại vì có rất là nhiều người dùng điện thoại và không biết cách để tắt cái nọc tin. Nhưng mà thật ra điều này cũng phải bên vực Diễm Trang, là tại vì nếu chàng trai này tin nhắn đó hoàn toàn là tin nhắn bình thường thì sẵn sàng mở cho người yêu xem. Không, đối với một người phụ nữ mà có tính kiểm soát như vậy á thì chàng trai sẽ cảm thấy bị làm phiền và không muốn hỏi tới, đưa tới nữa. Tại vì nếu mà một người mà có tính kiểm soát mà người ta cứ hỏi tới như vậy, nó sẽ làm cho mình cảm giác khó chịu. Và đàn ông khi mà họ khó chịu và họ bị kiểm soát thì họ thường sẽ làm ngược lại những cái điều bình thường. Có nghĩa là người ta sẽ bình thường là tôi sẽ đưa cho bạn xem tin nhắn, nhưng mà bạn kiểm soát tôi quá, tôi cảm thấy rất khó chịu và tôi sẽ không chiều lòng bạn nữa. Thì đấy là tâm lý bình thường của những người đàn ông. Tôi nhưng biết nếu như mình vậy. Yêu một người đã biết người ấy có tính kiểm soát, mình muốn duy trì mối quan hệ này, muốn gìn giữ mối quan hệ này, thì việc mở cho người ta xem để chứng minh mình chân thành nó không có gì quá khó. Cho nên cái việc ở đây, nếu mà Kỳ Tần hoàn toàn có quyền giữ lại cảm xúc của mình, giữ lại tin nhắn đó và muốn thể hiện được rằng là nếu mà em cứ không tin anh như vậy thì cuộc tình này không đi đến đâu. Nhưng nếu các bạn lựa chọn con đường đó là các bạn đã lựa chọn dừng cuộc tình này ngay phút tin nhắn nổi lên rồi. Cho nên lúc này chúng ta ghi nhận tích tắc lời khai của Diễm Trang và luật sư Trịnh Tú Trung. Thưa quý vị, bây giờ quay trở lại với đối trọng còn lại là Kỳ Tần. Sau khi Kỳ Tần nghe Diễm Trang chia sẻ như vậy thì liệu rằng ngay từ lúc đầu Kỳ Tần có biết bạn gái của mình là người thích kiểm soát hay không? Trong thời gian tìm hiểu và chính thức sống thử với nhau, điều này diễn ra như thế nào và Kỳ Tần cảm thấy như thế nào? Lý do nào mà Kỳ Tần cũng đồng ý chia tay? Thời gian dành cho luật sư Lại Thanh Hương và Kỳ Tần bắt đầu. Vừa nãy bạn cũng đã nghe rất là nhiều chia sẻ đến từ nhà gái. Bây giờ tôi xin phép được hỏi bạn về cái khoảng thời gian khi các bạn bắt đầu yêu nhau. Bạn đến trước, bạn là người chủ động hay là cô gái là người chủ động đến với mối quan hệ này? Dạ, em đến chủ động trước. Ồ, bạn chủ động trước. Bạn đã làm gì để chinh phục cô gái này? Thì như là đã nói là trong một lần đi diễn thì thấy cô gái này dễ thương. Thì Tần thấy như vậy và Tần phải chinh phục cho bằng được cô gái ấy. Và sau khi là đã đến với nhau thì rất là hạnh phúc, tại vì thử buổi ban đầu ấy thì cô ấy là như một con mèo, rất là dễ thương
Rồi khi mà sau đó là cô thành một con cọp. Dạ, sau khi mà quen nhau được khoảng một tháng rồi thì mọi thứ nó vỡ òa ra hết và cô ta thay đổi hoàn toàn. Vậy là cô ấy có khả năng biến hình rất là nhanh chóng, trong vòng một tháng là từ con mèo trở thành một con cọp. Wow. Rồi nhưng mà trong cái khoảng thời gian mà các bạn tìm hiểu nhau ấy, trong vòng một cái tháng ít ỏi đó, chẳng lẽ mà bạn không phát hiện ra được cô ấy có những cái tính kiểm soát hay là gì khác hơn? Ban đầu thì cô ấy bảo là vì stress do công việc, tại vì vừa di diễn và lại vừa có cái spa, cái chỗ làm sắc đẹp ở bên ngoài ấy, và quá nhiều nhân viên nữa, cho nên là cô ấy nói là cô ấy đang bị stress. Thì cái thời điểm đó Tần nghĩ là bạn gái mình đang bị stress, mình cố gắng như thế nào đó để hỗ trợ cho bạn gái mình tốt nhất. Bạn đã làm gì để hỗ trợ cho cái sự khó khăn này của bạn gái bạn? Đi diễn xong thì lập tức đi về và giúp cho bạn ấy, chẳng hạn như là trông thêm tiệm giùm hoặc là điều hành phụ ở trong cái tiệm của bạn gái, để cho bạn gái thêm được có cái thời gian rảnh mà có nhiều tư duy hơn để làm việc. Bên cơ sở làm đẹp của Diễm Trang thì có bao nhiêu nhân viên? Dạ có khoảng cỡ 5 người. Có 5 người thôi mà đã làm cho bạn cảm thấy căng thẳng, stress rồi. Wow. Vậy là cô gái này cũng là một cô gái nhạy cảm chứ hả? Có phải như vậy không? Diễm Trang thì sau khoảng thời gian chúng em quen nhau đến cái giai đoạn khoảng cỡ 3 đến 4 tháng ấy, thì cô ấy bắt đầu mới thay đổi dần dần mọi thứ. Ban đầu thì em nghĩ đó là giống như cô nói là quá nhiều công việc nên căng thẳng, bị stress. Nhưng mà càng ngày nó càng nhiều hơn, tần suất nó càng nhiều hơn. Nhưng mà cái thời điểm đó cũng mới nên em cứ nghĩ là cô ấy yêu mình nhiều và muốn độc tôn, chiếm hữu mình. Chiếm hữu hả? Wow. Bên nên... kia ngay từ đầu nhận mình, tự nhận mình kiểm soát. Bên này bây giờ dùng từ chiếm hữu. Tình yêu của các bạn thật nồng cháy. Cho nên là lúc đó thì em cũng chấp nhận được. Và cứ thế mà nó tần suất nó càng ngày càng dày đặc hơn. Và cô ấy bắt đầu thay đổi nhiều, chẳng hạn như là vô tâm. Vô tâm chính xác là như thế nào? Vô tâm là đi làm về, thí dụ như em cần một cái ly nước để uống thôi, cô ấy không bao giờ rót một cái ly nước cho em uống. Vậy hay... bạn có hay rót nước cho cô uống không? Vẫn hay. Vẫn hay thường xuyên như vậy. À, có nghĩa là bạn cũng vẫn hay chăm sóc cô ấy. Dạ. Chỉ là cô cũng không chăm sóc lại cho bạn thôi. Dạ đúng rồi. Và khi em về tới em cần nằm nghỉ một xíu thôi thì cô lại nói quá nhiều. Bắt đầu cô ngồi nói, đứng nói, nằm nói liên tục như là một cái radio phát thanh. Ồ. Dạ. Mà em không biết là nói cái gì, em chỉ biết nằm, muốn nằm một chút thôi, vẫn không được. Vậy thì cũng rất là khó khăn cho chàng trai của tôi, thưa thẩm phán. Khi mà mình đã phải chịu áp lực công việc từ... Bạn là một ca sĩ mà. Một ca sĩ là mình đi show, rồi mình tập luyện hát này, mình cũng là một diễn viên nữa. Thì như bạn nữ chia sẻ là diễn viên điện ảnh hẳn hoi. Thì là diễn viên điện ảnh là mình cần nhiều thời gian hơn. Rồi về rồi còn phụ giúp bạn gái là quản trị này, rồi giúp đỡ làm rất là nhiều, rồi chăm sóc bạn gái nữa. Một chàng trai quá hoàn hảo. Vậy thì việc đúng việc sai ở đây đâu cần phải tranh cãi gì nhiều nữa hả? Cảm ơn luật sư tình yêu Lại Thanh Hương. Cho tôi hỏi Kỳ Tần, tại vì sao trong giai đoạn đầu cả hai tìm hiểu nhau, bạn có cảm thấy cô này có vẻ như có cái tâm thế muốn chiếm hữu bạn, bạn vẫn chấp nhận thời gian đầu? Vì sao về sau bạn không chấp nhận? Dạ thưa thẩm phán, thời gian đầu thì mới yêu nhau thì tôi cứ nghĩ là cô ấy vì quá thương mình lại hạnh phúc được một người con gái thương yêu mình như vậy. Nhưng ngày càng dày đặc hơn và cô ấy thay đổi bạn nhiều hơn. Bạn không muốn một con gái thương bạn ngày càng nhiều hơn sao? Dạ cô ấy vẫn thương, nhưng mà cô ấy bắt đầu bộc lộ ra cái nét vô tâm của mình, là không quan tâm tới người yêu của mình. Kể cả đi về cũng chẳng có cái gì để ăn. Không có gì để ăn, đói bụng phải tự đi ra ngoài bắt áp ăn như thế. Và kêu hỏi có nấu gì không thì cô ấy bảo là mệt lắm. Bạn cho tôi hỏi, với công việc làm diễn viên, ca sĩ của bạn hiện nay, trung bình một tháng thu nhập của bạn rơi vào bao nhiêu? Dạ, trung bình một tháng thì trên dưới 100 triệu ạ. Trên dưới 100 triệu, nghĩa dạ. là bạn đang khẳng định rằng bạn và Diễm Trang tài chính vấn đề kiếm được như nhau. Dạ. Phải không? Như bạn vừa chia sẻ có hơi mâu thuẫn. Tại vì như bạn nói, khi về đến nhà sau khi công việc của bạn xong thì Diễm Trang thường nói như một cái loa phát thanh, như một cái đài phát thanh, chứng tỏ rằng không phải Diễm Trang vô tâm với bạn, mà là Diễm Trang hoàn toàn dành thời gian mới nói nhiều với bạn như vậy. Dạ thưa. Chỉ dạ. vì một ly nước không rót cho bạn khi bạn đi làm mệt về, hay là nói suốt ngày với bạn mà bạn cho rằng cô ấy vô tâm, chúng tôi không dám định đoạt ở đây. Nhưng rõ ràng thưa quý vị, qua câu chuyện mà hai bạn đã kể, chúng ta thấy rằng là
khi mới yêu nhau thì cái gì cũng đẹp. Bởi vậy người ta có câu hát là lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, phải không ạ? Nhưng rồi thì cũng chính những điều mình chấp nhận ở những ngày đầu, dần dà nó lặp đi lặp lại, cả thèm thì chóng chán thôi. Cho nên việc mà hai người đang bắt đầu tạo lập những cái mâu thuẫn nảy sinh từ những điều quen thuộc, tôi cho rằng sẽ rất tiếc. Lý do chia tay đã quá rõ với Diễm Trang, đó chính là sự mập mờ ở chàng trai này làm cho cô ấy không thể kiểm soát và không biết được rằng người yêu của mình đang ở bên ai, đang làm gì và đi đâu. Còn với chàng trai này thì ngày càng cảm thấy ngợp thở với sự kiểm soát của chính người mình yêu, trong khi ngày đầu tiên thì mình chấp nhận điều đó ở cô ấy. Liệu rằng ai đúng, ai sai, Hạ Hồi phân giải. Bây giờ hãy xem khán giả tại trường quay sẽ nghĩ như thế nào nha. Xin mời khán giả. Thưa quý vị, đây là khán giả của Tòa Án Tình Yêu. Các bạn ngồi trực diện và lắng nghe câu chuyện này để xem ai sẽ có ý kiến trong cuộc tình này. Xin mời em. Kỳ Tân và Diễm Trang, em thấy ai đúng ai sai và vì sao? Với em thì em ủng hộ cho chị Diễm Trang. Bởi lẽ là phái nữ thì đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Và thực sự thì với cái sự em gọi là sự nhạy cảm của chị ấy, thì chị ấy cũng có lý do cho việc kiểm soát đó. Và em thấy rằng là cái sự kiểm soát đó cũng không có gì là sai cả. Chị ấy khẳng định là chị ấy muốn minh bạch và rõ ràng trong các mối quan hệ với anh ấy. Thành ra là chị ấy cũng cần phải được biết những điều đấy, nhất là trong tình yêu. Như bạn vừa nói, Diễm Trang là người nhạy cảm. Nhạy cảm nghĩa là đôi khi cái việc đó nó không có hướng đến những cái điều đó, nhưng lại suy nghĩ là như vậy. Cái người nhạy cảm đôi khi chỉ cần bước qua làn ranh thôi sẽ trở thành một cái trạng thái hoàn toàn khác, nghĩa là mình dễ bị ngộ nhận lắm, đúng không? Nhưng bạn vẫn đứng về phía Diễm Trang. Tại phụ nữ thì cần biết đàn ông mình đi đâu. Dạ, chính xác ạ. Tôi ghi nhận. Còn ai có ý kiến khác không ạ? Vâng, xin mời. Mời dạ. Bạn, theo bạn có đồng tình với bạn khán giả vừa rồi, cũng như quan điểm của bạn là gì? Dạ là em không đồng tình với cái bạn hồi nãy. Tại vì là dưới góc nhìn của một khán giả như em, thì sau khi quan sát cái anh chị nói từ lúc nãy tới giờ, thì em thấy là em đồng tình với phía bên của anh trai hơn. Dạ. Tại vì khi mà chị đã đồng ý bước vào một mối quan hệ thì chị đã biết là anh đó đã có một công việc như thế nào, nhưng mà sau đó thì vẫn kiểm soát, thì khiến cho cái công việc nó bị cản trở, hay là sau đó làm cho con người khó chịu, thì đó là một cái lỗi sai, em nghĩ vậy ạ. Cảm ơn bạn. Nghĩa là biết công việc rồi thì phải chấp nhận. Nhưng nếu một người đàn ông đi ra ngoài làm việc, biết người phụ nữ của mình có cái tính hơi kiểm soát chút xíu, nhưng vẫn không chịu dành thời gian để giải thích, để chứng minh cho cô ấy, thì liệu rằng có đúng? Dạ, có đôi khi là cái số lượng công việc, là cái thời gian nó ra như vậy rồi, người ta không có thể chỉnh sửa cái thời gian công việc lại được nữa, thì không có thể cứu vãn được. Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, đó là những quan điểm của những người trẻ. Giờ đây tại khán phòng này, với khán giả có mặt tại Tòa Án Tình Yêu, thì đều chia ra hai phe. Trong tình yêu, những từ hay sử dụng để chia tay nhất đó chính là kiểm soát, hoặc là không hiểu nhau, hoặc là không dành thời gian cho nhau. Cả hai bạn đến với nhau vì cùng công việc, cùng quan điểm sống, nhưng hai bạn chia tay cũng chính vì những điều nhỏ nhặt này. Vậy thì với khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ, ai mới là người đúng, ai mới là người sai, hãy bình luận cho chúng tôi biết nha. Còn bây giờ, câu chuyện sẽ được tiếp diễn. Ai mới thật sự đúng, ai mới thật sự sai? Mời quý vị đến với vòng 2 của chương trình mang tên Những Lời Buộc Tội. Và thưa quý vị, đây là vòng 2 của Tòa Án Tình Yêu mang tên Những Lời Buộc Tội. Thưa quý vị, những bất đồng, những ý kiến trái chiều nhau trong tình yêu có thể nảy sinh, bộc phát và dần dần dẫn thành những sự buộc tội lẫn nhau. Ở vòng 2 này, những điều thú vị đó sẽ xảy ra khi mà hai bạn có thể sẵn sàng giải bày nỗi lòng của mình qua những lời buộc tội. Tổng cộng sẽ có 6 sự thật mất lòng chia đều cho cả hai. Mỗi bạn sẽ có 3 lời buộc tội dành cho đối phương. Một điều cực kỳ quan trọng là ở phần này, mỗi khi đối phương đưa ra một lời buộc tội, người còn lại thú nhận tội lỗi thì sẽ nhận được 1 điểm cộng. Nếu không thú nhận tội lỗi qua lời buộc tội sẽ không có điểm cộng nào.
nhưng quan trọng ai sở hữu nhiều điểm hơn lại được quyền triệu tập nhân chứng ngay tại tòa để gia tăng phần thắng về mình. Đây chính là lối suy nghĩ của tư duy ngược. Nghĩa là nếu nhận tội nhiều hơn thì nhiều điểm hơn nhưng lại được gọi nhân chứng. Hết sức thú vị để xem hai bạn sẽ đưa ra những chia sẻ như thế nào về nhau. Nhưng trước khi điều đó diễn ra, mời quý vị cùng làm quen với hai nhân chứng sẽ xuất hiện tại phiên tòa này ở hai cánh cửa sau tay tôi. Và nhân chứng của Diễm Trang ngày hôm nay xin giới thiệu Phan Tú. Một chàng trai khá lém lỉnh và dễ thương. Còn nhân chứng của Kỳ Tần sẽ được giới thiệu Huỳnh Dân. Rất cá tính. Bây giờ hai bạn sẵn sàng chưa? Nhớ nha, để giành được quyền gọi nhân chứng, chúng ta phải có nhiều điểm. Khi đưa ra một lời buộc tội, nếu mình đồng ý với lời buộc tội đó, nghĩa là mình thú nhận, hãy dùng búa gõ vào đế xanh. Còn không đồng ý với lời buộc tội, hãy dùng búa gõ vào đế đỏ. Sẵn sàng nha. Đầu tiên mời Diễm Trang, lời buộc tội đầu tiên của bạn dành cho Kỳ Tần là gì? Xin mời. Anh là một người cọc cằn, cục súc. Tôi không hề cọc cằn, cục súc. Tôi đi làm về rất mệt, cứ lải nhải suốt bên ta, chuyện đông chuyện tây làm sao tôi chịu được. Như vậy không phải là cục súc. Những lúc bình thường tôi vẫn vui vẻ hòa đồng với cô. Bình thường anh đi làm về, trong thời gian anh đi làm về hai đứa không có gặp nhau. Gặp anh tôi mừng, tôi nói chuyện. Và anh đi một nước một vô phòng, anh đóng cửa một cái gầm, rồi muốn làm nước cho anh uống thì anh quăng xuống dưới đất. Rồi anh nói cái đó là anh không cọc cằn. Tôi đi làm mệt về, tới khuya mới về tới nhà. Cô bưng một ly nước sôi ra như vậy làm sao mà uống. Cô hỏi đi với con nào mấy giờ mới về. Thì bây giờ anh nóng thì anh hỏi cho nó nguội. Vậy cô làm vợ tốt chưa? Thì gót nước cho anh uống là tốt lắm rồi. Đòi hỏi gì nữa? Cảm ơn hai bạn. Nghĩa là khi đi làm về khuya vẫn có nước để uống đấy. Nhưng mà nước hơi sôi hả? Có khi có khi không đó tòa. Có khi không. Nhưng quan trọng ở đây là cũng có lúc có nhưng mà nước nó hơi nóng phải không? Nước sôi luôn chứ không phải là nước nóng hết à. Thì uống nước sôi nó diệt vi khuẩn chứ có sao đâu. Sao mà uống được, rất là mệt mỏi là đưa bẹp để cái bẹp đó là đi vô cũng không nói cho mình biết đó là để uống nước hay là cho ai nữa. Không lẽ nước sôi như vậy để tắm? Rót cái ly để cái bẹp đó nhiều khi em không biết là có kêu mình uống hay không luôn. Không biết cái ly có để đó hay không luôn đó. Tại vì thứ nhất là Kỳ Tần, khi mình đi làm xa bên ngoài á, người con gái đợi một chàng trai của mình về là nhận những lời yêu thương. Bạn quên mất là con gái yêu bằng tai à. Con gái thích nghe những lời ngọt ngào, thích nghe cái lời mùi mẫn. Còn bạn lại dành những lời ngọt ngào mùi mẫn đó khi bạn dành cho công việc. Biết là mình mệt, nhưng bạn yêu cô gái ngày nay từ đầu, bạn hiểu tâm tính cô ấy mà. Nhưng cô ấy về đến nhà chưa gì hết là đã hỏi đi đâu giờ này, đi tới con nào, với ai giờ này. Không hỏi một câu nào, anh khỏe không, anh mệt không, hay là như thế nào, không hề có. Vậy nếu một ngày nào đó bạn đi làm về, cô nàng này không thèm hỏi han tiếng nào, chỉ mang lại ly nước nguội, không cần nóng, để xuống một cái, rồi đi về phòng ngủ, thì bạn thấy sao? Đã cũng có như vậy rồi. Thì là... lúc đó bạn thấy sao? Cảm giác rất là bất an và khó chịu. Thấy chưa? Hỏi bạn thì bạn cũng khó chịu, mà không hỏi bạn cũng thấy khó chịu. Bạn muốn người ta làm gì bây giờ? Thôi, đó là lựa chọn của các bạn. Rõ ràng là cô gái này cũng có nhiều cách khác nhau để khơi gợi câu chuyện từ bạn. Nhưng cái thái độ và biểu hiện cọc cằn của bạn, nó đến nhiều quá đương nhiên làm cho bạn ấy cảm thấy khó chịu. Tôi không cho rằng sự kiểm soát của bạn ấy là đúng hoàn toàn. Những câu hỏi đó liên tục hỏi, tôi không cho rằng là đúng hoàn toàn, nhưng tôi tin có lửa mới có khói, để làm cho người phụ nữ nghi ngờ. Bây giờ đến lượt lời buộc tội đầu tiên của bạn dành cho Diễm Trang, bắt đầu. Còn em là một người phụ nữ rất thích gà khịa đối với anh. Không đồng ý. Em gà khịa chỗ nào? Thương anh, về nhà nói chuyện với anh, chọc cười, trong nhà chỉ có hai người thôi, nhân viên thì về hết. Thì phải nói chuyện với nhau, chọc ghẹo nhau để có tiếng cười trong gia đình. Chứ không lẽ mặt anh hầm hầm như thịt bằm nấu cháo gì vui vẻ gì nữa. Ok, như vậy là tốt à. Em hỏi anh về tới, em cà khịa như thế này, em hỏi là ồ anh, hồi nãy thấy anh nhìn cái cô học trò của em á, sao anh nhìn anh không chớp mắt vậy? Anh ăn cơm anh không nhìn, chén cơm anh nhìn cô học trò của em vậy? Các kiểu cô học trò này cô học trò kia em luôn luôn áp đặt anh. Vậy anh không phải cà khịa là gì?
Rồi anh có nhìn không? Thì anh nhìn, em để ý, em thấy, em mới nói. Chưa hết, em còn so sánh anh với những người đàn ông này, người đàn ông khác. Là một thằng đàn ông rất có cái tự ái của nó. Em hiểu không? Làm sao chịu được? Thì anh làm sao để em đừng so sánh anh nữa? Anh em phải luôn, chuẩn mực đi. Em luôn so sánh về kinh tế, về người ta phải chiều chuộng bạn gái như thế nào, trong khi anh đã chiều chuộng em còn cỡ nào nữa. Trong khi đó em đòi ăn bánh in Trà Vinh. Anh từ Sài Gòn, anh diễn xong rồi 12 giờ đêm anh phải chạy tuốt về Trà Vinh, mua cái bánh đó chạy ngược về cho em. 3 giờ sáng em còn cỡ nào nữa. Còn với em rất là mệt. Cái này là bạn tự nguyện mà. Thì em bạn tự có nguyện. Tự nguyện đi mua không? Em tự nguyện nhưng thì em kể làm gì? Em mua đem về cho cô ấy ăn là gần sáng rồi, em rất là mệt, nhưng cô ấy bảo là chắc là đi theo con nào ấy, đã bộ là bảo là đi mua bánh cho em. Như thế thì không còn cái gì là cái công của mình đi mua cho người yêu mình ăn nữa hết. Nhưng mà bạn biết cô ấy có cái tính thích cà khịa không? Thì đó, cái tính cà khịa bạn biết hay không? Bây giờ mới phát hiện được, hồi mới quen thì không phát hiện được. Đến một giai đoạn khoảng 2-3 tháng sau bắt đầu mới lòi cái cà khịa từ từ ra. Là 3-4 tháng sau mới lòi cái cà khịa từ từ ra. Mỗi cái một chút ngày càng nhiều nó dày đặc lên. Bạn có bao giờ đặt câu hỏi vì sao cô nàng này từ từ lòi cái tính thích cà khịa ra không? Có rất là nhiều lần em đòi em hỏi, nhưng bắt đầu em phát hiện được là nhu cầu của cô ấy ghen tuông rất là nhiều. Và nhu cầu cô ấy gọi là cuồng suy nghĩ. Cô ấy tự diễn tưởng và nghĩ là cái chuyện cô ấy nghĩ là phải đúng và áp đặt cho em. Tôi muốn hỏi Diễm Trang, điều này Kỳ Tần nói thì bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có phải là tự dưng mối tình đang hạnh phúc, không có bất kỳ một biểu hiện nào cả, rồi mình suy nghĩ, mình lo lắng quá nhiều hay không? Hay là nó có cái điều gì đó làm mình nghi ngờ? Dạ thưa thẩm phán, là cũng có nhiều lần em để ý là như là khi ở nhà là mặc bộ đồ khác với một nước mùi nước hoa đó, nhưng mà khi ra ngoài trở về nhà thì lại một bộ đồ khác và một mùi nước hoa khác. Lý do gì, giải thích đi. Cô thừa biết tôi làm cái nghề gì? Làm nghệ thuật, đi ra hát, đi ra diễn thì đương nhiên khi ở nhà mặc bộ đồ khác, lên sân khấu tất nhiên phải thay bộ đồ khác. Và mùi nước hoa, chỉ có hai mùi nước hoa thôi, cô thừa biết mùi nước hoa gì mà. Nhưng tại sao lúc đi mặc bộ đồ đó, lúc về không mặc bộ đồ đó mà lại mặc bộ đồ khác? Thì đã nói rồi, đi diễn, lên sân khấu thay đồ xong rồi phải thay bộ đồ khác, trong cái giỏ của tôi là rất là nhiều đồ mà. Vậy thì mặc lại bộ đồ cũ là sao mà lại thay bộ đồ mới vậy? Chắc đi chơi chứ gì? Thưa thẩm phán, đấy, không thể nào chịu nổi cái tánh này của cô ấy. Này, Diễm Trang, người ta là diễn viên, đi mặc một bộ, về mặc bộ khác thì không có vấn đề gì cả. Nhưng tôi muốn hỏi ở đây, đó chính là cái mùi khác là cái mùi hoàn toàn không nằm trong hai mùi đã thường sử dụng, hay là một trong hai mùi đó? Nó khác, giống như là cái mùi áo là nó lẫn lộn nhiều mùi nước hoa ở trong đó rất là nhiều. Nghĩa là nó không còn đúng một trong hai mùi đã thường sử dụng nữa, mà là một cái mùi gì đó nó khác đi. Dạ. Dạ. Cái điều này thì chúng ta nên cẩn thận lưu ý nha. Tại vì rõ ràng sẽ có cái trường hợp nếu gần gũi với một ai đó khác, có mùi khác nó sẽ nó bám mùi, đúng không? Nhưng mà mặc đồ khác về thì bình thường nha. Bây giờ tiếp tục lời buộc tội thứ hai. Xin mời. Anh là một người tệ bạc, chưa bao giờ em là sự ưu tiên của anh hết. Đúng. Cái điều này anh xác nhận là em nói đúng nhưng chưa chính xác. Tại vì sao? Anh phải làm rất là nhiều thứ, chạy kinh tế rất là nhiều để lo cho em, lo cho chúng ta, lo cho tương lai của mình. Thì em nghĩ đi, công việc tất nhiên phải là quan trọng. Nếu không có công việc thì làm sao chúng ta sống được? Nhưng công việc của em cũng có, kinh tế em vẫn có, kinh tế anh vẫn ổn định. Vậy đâu có nhất thiết mình phải đâm đầu vào công việc để rồi khoảng cách của hai đứa ngày càng xa. Em nói mà không suy nghĩ sao? Em đòi cái gì? Em đòi một năm em phải mua cái nhà mới 3 tầng 4 tầng, em đổi xe, xe sang xe hiệu, tiền đâu ra? Bắt buộc anh phải cài. Nhưng không có đến nỗi mà mình bỏ bê gia đình, bỏ bê em. Đến nỗi tên anh còn không nhớ nổi gì cái sự cài đòi hỏi của em á. Thật ra cái điều này tôi nghĩ rằng trong cuộc sống nếu chúng ta có mục tiêu cho từng năm cũng tốt chứ. Mục tiêu như vậy để chúng ta cùng cố gắng chứ, phải không? Nhưng mà quan trọng, tôi hỏi bạn nè, bạn hãy đặt một câu hỏi ngược lại. Tại sao cô nàng này cũng bận rộn như vậy, quản lý nhân viên, quản lý công việc, nhưng lại toàn dành thời gian cho bạn, toàn hỏi han bạn, toàn mong muốn biết bạn làm gì? Thì với bạn, tại sao mình lại dùng lập luận là mình lo cho công việc mà không có thời gian để giải đáp cho cô ấy?
Em phải làm rất nhiều để cung cấp cái vốn cho cô ấy để mà lo cái spa của mình. Nghĩa là tiền kinh doanh vận hành ba là tiền của bạn nhiều hơn, chứ không phải là của Diễm Trang. Hai phần là của em. Điều này có thật sự không? Là đúng, tại vì khi mà quen anh ấy thì em đã ngưng cái hoạt động nghệ thuật của mình để lui về bên chăm sóc bên cái xì ba của mình, để được ở nhà, để được gần anh ấy. Nhưng mà cuối cùng thì lại anh ấy cứ đi suốt, không có được ở nhà với em. Bạn vừa đòi hỏi một chàng trai phải cung cấp tài chính để cho bạn vận hành việc kinh doanh. Bạn đòi hỏi thêm anh ấy phải luôn dành thời gian để thông báo cho bạn biết anh ấy đang làm gì, anh ấy đang ở đâu, với ai. Có quá tham lam không? Đối với em, một người phụ nữ đó là không có tham lam. Bởi vì cái đó là một sự đòi hỏi rất là bình thường của một người phụ nữ đối với một người mà mình thương yêu. Nếu như anh ấy không còn cung cấp tài chính cho bạn để bạn vận hành việc kinh doanh, anh ấy ở nhà nhiều hơn dành cho bạn, bạn phải tự lo vấn đề tài chính đi kinh doanh, bạn có làm được không? Chứ em không cần anh ấy là phải 100% ở nhà với em, nhưng mà bớt thời gian đi làm lại để được ở nhà cùng nhau. Bớt thời gian đi làm lại, bớt tiền gửi cho bạn để kinh doanh, thì bạn có đồng ý không? Cái đó em đồng ý. Đây là câu hỏi của tôi, khán giả hiểu sao thì sẽ là quyền của khán giả. Mời lời buộc tội tiếp theo của Kỳ Tật. Em là một kẻ cuồng kiểm soát. Tôi đồng ý. Thương anh thì em có quyền để được kiểm soát những cái hành động, những nơi anh đi, những cái mối quan hệ của anh chứ. Bỏ rơi anh như vậy thì bên ngoài người ta lấy làm sao? Cũng đúng. Nhưng đó không phải là kiểm soát, mà đó là cuồng kiểm soát rồi. Tại vì cô cứ xem, tôi đi về tôi phải báo cáo với cô tôi đang ở đâu, mấy giờ, 10 giờ báo cáo, 10 giờ rưỡi báo cáo, 11 giờ rưỡi báo cáo, múi giờ 24 tiếng là tôi phải báo cáo cho cô liên tục như vậy. Ăn không được, ngủ cũng không được, ngồi nghỉ cũng không được. Như vậy không phải là yêu. Cô hiểu không? Cái đó là quan tâm. Em quan tâm anh những cái lúc đó là anh làm gì, anh ăn cơm chưa, giờ anh uống chưa, anh ngủ chưa, anh có được nghỉ ngơi hay không, công việc của anh như thế nào, có bộn bề hay không, có vất vả hay không. Em cần biết những cái đó. Thời gian đúng là thời gian 24 tiếng là anh luôn luôn nhắn tin cho em, nhưng mà những cái đó anh đều không có trả lời thật sự. Cái đòi hỏi cô thấy quá đáng không? 24 tiếng đồng hồ mà bắt tôi phải là nhắn tin liên tục cho cô như vậy. 30 phút nhắn một lần, chụp hình một lần, 30 phút một lần chụp hình và một lần nhắn tin. Có một con robot cũng hết pin nữa. Chứ tôi là con người làm sao lâu làm gì nổi. Nhưng mà 30 phút thì mỗi một lần anh nhắn tin chỉ mất có 2-3 phút thôi, chứ đâu có phải là 30 phút anh nhắn tin cho em đâu. Nhưng Diễm Trang thân mến, bạn công việc là ca sĩ, là diễn viên, thậm chí tham gia những đoạn quay cũng không thể nào cứ 30 phút mà ngừng mà nhắn tin cho bạn được. Nếu tần suất bạn đòi hỏi là 24 tiếng cứ 30 phút phải nhắn tin chụp hình báo cáo như vậy, nó có hơi quá không? Quan tâm là đúng, trong tình yêu quan tâm là đúng, nhưng quá đà nó sẽ trở thành một cái sự lấn chiếm vào cái quyền riêng tư trong công việc, trong đời sống của người ta. Đôi khi làm đàn ông người ta mệt mỏi đấy. Nhưng mình nên cân nhắc lại chút xíu nha. Lời buộc tội còn lại của hai bạn dành cho nhau là gì? Mời Diễm Trang. Anh là một người nhỏ gian, không bao giờ tha thứ lỗi lầm của em dù là nhỏ nhất. Làm sao có thể tha thứ được nữa. Rất nhiều lần tôi phát hiện cô có những mối quan hệ ở bên ngoài nhưng tôi không nói. Tôi cho đó là cái mối quan hệ cũ của cô. Nhưng nó lặp đi lặp lại, dây đặc và rất là nhiều lần. Chưa đâu, ở nhà cũng vậy. Cơm, nước không bao giờ biết lo. Một người phụ nữ không bao giờ biết nấu cơm. Toàn là đặt người ta đem về bán để ăn thôi. Nước cũng không bao giờ có miếng nước nào. Nhờ người ta đem nước lại, còn không biết được đó. Phải đi mua nước người ta ship lại để uống. Vậy làm sao tha thứ được? Tôi nói rất nhiều lần, không phải là một lần. Chuyện gì cũng để nói sao? Em là phụ nữ, em có những cái mối quan hệ bạn bè, cà phê với bạn bè để xả stress của em những trong công việc nữa chứ. Chứ không lẽ tối ngày cứ ở nhà hoài? Không bao giờ quét được cái nhà hay là máng được cái áo lên. Tôi nói rất nhiều lần, cái chuyện này là chuyện gia đình thôi. Nhưng tôi lặp đi lặp lại cả ngàn lần rồi trong khoảng thời gian mình quen nhau. Càng nói cô càng làm hơn, càng nói cô càng tệ hơn. Thì làm sao mà tha thứ được nữa? Mình lo kinh tế để làm cái gì? Để những cái đó nó phục vụ cho để cho mình thảnh thơi đầu óc. Mình đã quá là cực khổ trong công việc rồi. Thì những cái như rửa chén, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa thì mình có thể thuê người hàng tháng mình trả hoặc là theo giờ. Chứ đâu nhất thiết mình phải vô mình làm. Vậy cô đang làm vợ hay là cô làm một người hoàng hậu?
con không biết làm gì hết. Vậy con lấy chồng làm gì? Cô quen tôi để làm gì? Tôi cần một người phụ nữ bình thường thôi. Về nhà có một cái ly nước, có một cái mâm cơm ấm áp vừa để hai vợ chồng ăn là vui rồi. Một cái dáng khéo nhẹ nhàng thôi, cô không hề làm được. Nếu anh cần một người phụ nữ mà chăm bề gia thất như vậy thì anh kiếm một cô xin về á. Em không có trách nhiệm như vậy, em chỉ trách nhiệm được yêu thương và chiều chuộng thôi. Tôi ghi nhận. Cho tôi hỏi Kỳ Tần, nếu bạn trong lời buộc tội vừa rồi đã có phát sinh ra thông tin là bạn nghi ngờ Diễm Trang có những mối quan hệ, thậm chí là qua lại với người yêu cũ. Với góc độ của tôi, một người đàn ông đang chu cấp về tài chính cho cô gái mà mình yêu, ở nhà kinh doanh không cần phải đi tham gia hoạt động nghệ thuật nữa, mà lại thấy cô ấy có cái biểu hiện mập mờ với những mối quan hệ cũ, tại sao bạn không dứt khoát và dừng lại? Thứ nhất là tại vì em yêu cô ấy và muốn cho cô ấy có một cái cơ hội để sửa chữa, và em đã nói rào đón trước sau nhiều lần rồi. Bạn yêu cô ấy nhưng cô ấy kiểm soát bạn, cô ấy cuồng kiểm soát bạn như bạn đã nói, vậy tại sao bạn không dừng lại? Đã từng nghĩ đến dừng lại, nhưng cô ấy mỗi lần mà chuẩn bị dừng lại để nói những câu xa gần với cô ấy thì cô ấy lại khóc và cô ấy lại xin hứa là sẽ bỏ, xin hứa sẽ thay đổi, nhưng rồi nó sẽ tệ hơn cái lời xin hứa. Trước khi xin hứa thì nó đỡ, nhưng đã hứa rồi thì lại tệ hơn nữa. Cho nên cuối cùng thì sẽ không thể được. Khi cô ấy xin hứa như vậy, lần này qua lần khác vẫn không thay đổi, bạn có quyền dừng lại mối quan hệ này mà. Tại sao? Lý do gì bạn vẫn duy trì? Có một lần dự định là đi luôn, không ở lại được nữa, thì cô ấy dọa tự tử. Không biết là thật sự hay là dọa. Nhưng lúc đó thì em lại bối rối quá, tại vì công việc của em thì lại đi sớm về khuya rất là nhiều. Điều này có không Diễm Trang? Bạn có từng dọa tự tử khi dừng mối quan hệ này lại không? Thưa thẩm phán, là có lần em có nói thì tự tử, nhưng mà cái đó em chỉ dọa anh thôi. Thương thì có thương, nhưng mà tự tử thì không thể nào. Em còn gia đình, còn sự nghiệp của mình, em không thể nào mà chết trẻ vậy được. Anh em có thể bỏ, nhưng mà mạng em không có bỏ được. Đó nè. Vậy thì tôi cũng nói với các bạn trẻ luôn là cái gì cũng có cách giải quyết cả. Và bạn đã hiểu rõ hết những gì mà Diễm Trang mong muốn rồi, bộc phát và nói lên như vậy. Bây giờ lời buộc tội cuối cùng của Kỳ Tần, xin mời. Em là một người con gái không tự tin bản thân của mình. Không đồng ý. Tại sao em không tự tin? Em không tự tin mà em có thể tự tay mình làm tất cả mọi thứ. Em có thể bỏ sự nghiệp để về nhà làm hậu phương vững chắc cho bản thân anh, mà em không sợ bị mất anh, mà lại là không tự tin. Em đi ra ngoài đường, người ta dẫn, em vẫn hãnh diện lên là một người cô gái xinh đẹp. Sao lại không tự tin? Cái đó là tham vọng của em chứ không phải tự tin. Nếu em tự tin thì em sẽ không có ghen mù quáng như thế. Trong con mắt của anh và trong bản thân anh, thâm tâm anh, em luôn là người số 1 và là người anh thương nhất. Nhưng em có tự tin đâu. Em luôn luôn giày xéo anh, luôn luôn hành xác anh. Thật ra mà nói thưa bạn, một cô gái mà có tham vọng chắc chắn bạn ấy phải tự tin. Nhưng riêng trong tình yêu, người con gái chỉ không tự tin khi cô ấy quá yêu bạn mà thôi. Nếu cô ấy không yêu bạn thì xin lỗi, cô ấy không thể nào mà lo lắng tới mức độ như vậy. Nếu cô ấy đầy đủ tham vọng để tự tin ra thương trường thì cô ấy, xin lỗi, không cần bạn cô ấy vẫn sống. Nhưng vì sao cô ấy vẫn níu kéo bạn? Vì sao cô ấy vẫn muốn kiểm soát bạn? Tại vì cô ấy đặt tình cảm nơi bạn quá nhiều. Chứ để tự tin trong hơn tình yêu thì cô ấy đã bước ra khỏi cuộc tình này rồi. Cho nên tôi tin rằng cả hai bạn sau khi đưa ra những lời buộc tội dành cho nhau, đâu đó mình đã có những quan điểm, dường như nếu mà suy nghĩ thấu đáo, thật ra chỉ là các bạn chắc hẳn có một cái lý do riêng nào đó. Một người biết là người con gái này yêu mình, nhưng mình lại không thể hiện, không quan tâm, không dành tình cảm, không thân thiện hơn với cô ấy, luôn giữ mặt lạnh mày nhẹ mỗi khi đi làm về và mặc định rằng mình phải là người được chăm sóc. Còn ngược lại, một cô gái khi phát sinh những cái mâu thuẫn, những cái nỗi lo riêng thì dĩ nhiên sẽ có những sự suy diễn để dẫn đến những hành động ngày càng kiểm soát hơn, tại vì thương mới sợ mất. Còn nếu không thương thì không có sợ mất đâu. Và thưa quý vị, như vậy sau 6 sự thật mất lòng, số điểm hiện nay người đang có nhiều điểm hơn đó chính là Kỳ Tần khi bạn thừa nhận 2 lời buộc tội. Còn Diễm Trang chỉ thừa nhận 1 lời buộc tội thôi. Cho nên người được mời nhân chứng trong phiên tòa này đó chính là Kỳ Tần. Mời nhân chứng của Kỳ Tần.
Chào Huỳnh Dân, bạn có mối quan hệ như thế nào với Kỳ Tần? Tôi là bạn của Kỳ Tần. Bạn thân không? À, rất thân ạ. Rất thân. Ngày hôm nay có mặt tại phiên tòa này, nãy giờ bạn đứng bạn nghe hết những lời buộc tội rồi. Bạn sẽ mang đến một thông tin quan trọng để Kỳ Tần có thể có nhiều cảm xúc thiện cảm hơn từ khán giả có mặt tại trường quay cũng như là tôi. Lời khai của bạn bắt đầu. Tôi không muốn Trang làm gánh nặng cho Tần. Nhiều lần ở phim trường tôi thấy Trang rất nhiều cuộc điện thoại và kêu Tần về. Nhưng mà Trang có hiểu là khi ra phim trường Tần chưa quay hết những cái công việc của Tần, không thể nào về được. Khi Tần không bắt máy thì Trang lại có những dòng tin nhắn, có những lời nặng nhẹ với Tần. Nghĩa là trong lúc Tần đang làm việc trên phim trường, nhiều cuộc gọi từ Trang kêu về. Khi mà bận quay không nghe máy, không trả lời thì nhận những tin nhắn. Những câu từ trong đó nó có tính chất tăng nặng hay là chửi rủa gì không? Chẳng hạn như là nếu anh đi được thì anh đi luôn. Thật ra đối với tôi thì tôi cũng là người trải qua khá nhiều kinh nghiệm tình trường, thì mấy câu này thật ra tôi cũng nhận được hơi nhiều. Khi mà người con gái bắt đầu đang có sự nghi ngờ và đang có sự không an tâm thì những câu này là những câu nói cho đỡ tức. Riêng với góc độ của các bạn tôi không hiểu như thế nào, nhưng riêng với tôi thì tôi cũng có nhận những câu này từ người yêu của mình nha. Nghĩa là bạn chứng minh rằng Diễm Trang cực kỳ kiểm soát Kỳ Tần. Đúng. Là cái điều duy nhất. Cái điều hai nữa là mỗi lần Tần tới phim trường là cô đều bắt buộc Tần phải điện báo cáo lịch trình mấy giờ tới mấy giờ về. Và tới khi mà quay xong thì ra tới cửa thì cô lại bắt Tần phải chụp hình và điện thoại những tin nhắn là anh ra khỏi chỗ quay rồi. Tình yêu đâu cần kiểm soát vậy. Nếu như Trang yêu Tần thật sự. Nhưng những đòi hỏi đó của tôi nó đâu có quá là khắt khe. Đó đúng mà. Tôi cần biết người yêu của tôi đang làm gì ở đâu và đã xong việc hay chưa và chừng nào về với nhà với tôi. Tôi có quyền được biết điều đó chứ. Nếu như Trang đủ tin tưởng thì Trang không cần phải làm vậy. Trong tình yêu hai chữ thôi, thấu hiểu và tin tưởng với nhau. Trang cần chi kiểm soát như vậy? Cho anh Hiếu hỏi Trang, có nghĩa là có báo cáo đến mức độ là phải chụp hình ở đâu, ngay chỗ đó rồi mấy giờ nữa hả Trang? Có lần em phát hiện là chỗ anh quay là chỗ Từng em đã quay, cho nên là em muốn đến đó cùng chồng để mà xem anh diễn như thế nào. Thì khi em đến đó thì anh lại không có ở đó để diễn, cho nên em mới nghi ngờ là tại sao ảnh báo mình là đang quay nơi đây mà ảnh lại không có chỗ này. Thì nhắn tin hỏi thì ảnh đang nói anh đang quay ở một cái nơi đó. Dạ, nhưng mà mình đang đứng ở cái hiện tại nơi đó lại không thấy ảnh, và vẫn tới nay vẫn chưa thấy có lời giải thích. Điều này đúng hay không? Đâu phải những cái chỗ quay bối cảnh đó là ngay chỗ đó. Có thể đạo diễn bắt buộc diễn viên phải đổi bối cảnh để quay phù hợp với cái phân đoạn đó. Không nhất thiết là phải như vậy. Nhưng mà dân thân mến, đổi một bối cảnh quay nó cả một vấn đề, chứ không phải như lật cái trở bàn tay. Nó cần có thời gian và có sự thông báo trước. Nếu mình quan tâm thì chỉ cần Kỳ Tần nhắn tin là điểm quay thay đổi thôi mà. Dạ xin tôi tò hiểu được một điều là không phải những cái gì mà Tần làm đều phải báo cáo cho Trang. Nếu như vậy thì không lẽ bây giờ Tần đi về thăm ba mẹ hay làm bất cứ cái điều gì đó là Tần phải báo cáo. Có vô lý lắm không? Đó là việc tình yêu của đôi lứa. Nhưng dường như tôi thấy Dân có vẻ hiểu Tần hơn nha. Không sao. Thưa quý vị, và như vậy nãy giờ những lời khai mà Dân chia sẻ ra, Diễm Trang xác nhận đúng chứ? Ê, tiểu Tam. Thôi. Nè, tao nói cho mày biết á, nãy giờ tao nghe hết trơn mày nói rồi. Mày nhớ tao là ai không? À, khoan xin lỗi. Mình đang trên sóng truyền hình, mình dùng từ tế nhị lại xíu. Dạ, xin lỗi phiên tòa. Bạn biết tôi là ai không? Nhớ chứ. Tôi nhìn thấy bạn quen quen. Đúng rồi. Sao mà không quen được? Tôi là cái người chứng kiến bạn với Tần á từ âu yếm kìa, tay trong tay rồi môi trong cánh gà.
Bạn có nhớ cái hôm mà bạn bước ra khỏi cánh gà mà hỏi tôi không? Tôi xin lỗi bạn, tôi cắt ngang ở lời này. Tôi chuẩn bị chuyển giới, làm sao mà tôi hễ quen Tần được? Bạn hơi lố và hơi quá. Nếu như bạn nói bạn chuyển giới thì bây giờ càng chứng minh được là Tần là một con người sống tính. Tôi nói với bà rồi, nhắc bà rất là nhiều lần, từ khi mà bắt đầu bà quen Tần đã nói rồi, Tần không như bình thường giống như những thằng con trai khác. Tần á là thuộc người sống tính. Nó bây giờ bà thấy không? Nếu cậu nói tôi với Tần thì cậu có bằng chứng không? Cậu không thể nào nữa khơi khơi như vậy được. Khỏi. Nè cho mày coi, cho mọi người cùng xem cái này là cái gì. Tôi còn có cả video, cần coi không? Ai da, có cả một đoạn video full HD. Cho tôi hỏi, đây có phải là hai bạn không? Đúng, nhưng mà đây chỉ là một giai diễn giữa tôi với Tần. Tôi đang bị phạm Tần trong một cái giai diễn đó để hoàn thành trong bộ phim đó. Không có ai diễn trong cánh gà hết trơn á. Không ai mà ôm nhau trong cánh gà mà diễn hết trơn á. Muốn cái gì á thì nói đi. Trong đây nè, bàn quan thiên hạ đều coi nè. Có gì thì nói ở đây á, người ta có bằng chứng rồi. Cần bằng chứng có bằng chứng rồi, đúng không? Bây giờ cậu có hình ảnh về cái clip đó, nhưng mà cũng đâu có chắc là tôi với Tần có gì nha. Thấy chưa? Tôi muốn hỏi người trong cuộc, Kỳ Tần, khi tôi chưa thấy hình ảnh và đoạn clip 5 giây này thì thật ra tôi hoàn toàn bảo vệ danh dự cho bạn. Nhưng khi điều này xuất hiện tại sân khấu thì có lẽ cho tôi đặt lại câu hỏi ngược cho bạn. Nếu các bạn chỉ là bạn bè thì hành động bạn ôm Huỳnh Dân lúc nãy khi Tú bộc phát đi ra sân khấu, nó hơi quá so với một tình bạn bình thường. Đây là cảm nhận của tôi. Đứng trước câu chuyện này, hình ảnh và video clip này, thì bạn nói như thế nào về chứng cứ này? Tôi xác nhận cái đoạn clip và hình ảnh đó là sự thật. Nhưng mà em biết tại sao không? Tôi thương em, tôi yêu em là thật lòng. Từ khi mà tôi thấy được bằng chứng mà bạn tôi cho tôi xem thì tôi đã hiểu cái tình cảm của anh rồi. Những cái lúc mà anh đi sớm về khuya, những nơi mà anh đến, những người bạn mà anh giao du, anh đều giấu giếm tôi, đều có một cái lý do hết. Mọi thứ không phải là tự nhiên, nó đều có nguyên nhân. Và bây giờ tôi đã hiểu. Nhưng mà tôi yêu cô là thật lòng. Chúng ta đến ngày hôm nay là cũng do cô. Cô đã đẩy tôi đến bước độ này. Cô lạnh nhạt với tôi. Trong khi tôi ra đường, người ta lại đối xử tốt với tôi và ngọt hơn khi cái mà tôi cần. Cái em đối xử tốt với tôi là vậy hả? Đối với tôi chỉ là một bước mình không thôi. Thưa quý vị, rõ ràng hai nhân chứng tại phiên tòa này quả thật là mang đến những thông tin khiến chúng ta bất ngờ và dường như đã có những cảm xúc bùng nổ khi một nhân chứng đã bất ngờ xuất hiện tại phiên tòa này. Vậy thì khi hai luật sư tình yêu quay trở lại, liệu rằng màn chất vấn chéo này sẽ mang đến cho chúng ta những lời thú nhận nào nữa? Đừng đi đâu cả, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay trong Tòa án tình yêu. Chào mừng quý vị quay trở lại với Tòa án tình yêu và đây là phần chất vấn. Thưa quý vị, quá nhiều những tình tiết chấn động đã diễn ra ở những lời buộc tội. Và giờ đây là một phần hấp dẫn hơn rất nhiều khi hai luật sư tình yêu không thể nào để thân chủ của mình thua thiệt được. Chúng ta cùng đến ngay với phần chất vấn chéo. Mời hai luật sư tình yêu đổi chỗ cho nhau. Hết sức gầy cẩn, rất hồi hộp để xem hai luật sư tình yêu sẽ xuất chiêu gì để bảo vệ cho thân chủ của mình.
Thưa quý vị, hai luật sư tình yêu đã đổi chỗ cho nhau. Giờ đây để xem họ sẽ dùng chiến thuật gì để bảo vệ thân chủ của mình bằng cách chất vấn người còn lại. Xin mời luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung khởi đầu. Các bạn lưu ý, mỗi luật sư tình yêu sẽ có 3 phút để chất vấn chéo. Trong trường hợp một luật sư tình yêu đang thực thi quyền chất vấn, luật sư còn lại muốn phản biện để bảo vệ thân chủ của mình, thời gian 3 phút dành cho phần chất vấn của luật sư tình yêu còn lại sẽ bị mất đi. Nghĩa là càng đưa ra lời phản biện trong phần chất vấn chéo của đối phương thì càng bị mất thời gian. Mỗi bên chỉ có 3 phút mà thôi. Cho nên các luật sư tình yêu lưu ý. Ngay bây giờ để xem luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung sẽ xuất chiêu gì. Thời gian bắt đầu. Tôi xin phép được bắt đầu. Anh Kỳ Tân này, anh nghĩ là quan điểm giới tính nó đóng giá trị như thế nào trong một mối quan hệ tình cảm? Theo như em nghĩ, nếu đã là tình yêu rồi thì chủ yếu là hai người đến với nhau có hạnh phúc và có mang được cái cuộc sống hạnh phúc tốt nhất cho nhau hay không mà thôi. Nhưng mà nghĩ sao nếu như người ta là dựa vào quan điểm giới tính của bạn và nói là bạn là người lừa dối? Em thì không có lừa dối và cũng không có cái quan điểm đi lừa dối người mà mình yêu. Thực ra em cũng vẫn yêu cô ấy, trong lòng vẫn yêu cô ấy. Nhưng tại vì qua cái quá trình đến với nhau, cho nhau cái hạnh phúc, nhưng tình yêu không có được thoải mái nhất, cảm thấy là như là một cái địa ngục ở trong cuộc sống, thì chúng ta dừng lại mà thôi. Vậy sao bạn không khẳng định với cô ấy ngay từ đầu là bạn đã yêu một người khác nên muốn kết thúc, cho đến khi có nhân chứng xuất hiện và vạch mặt chuyện đó? Ban đầu thì em vẫn yêu cô ấy nhất và không hề có ý là phản bội hay là như thế nào cả. Nhưng qua khoảng thời gian yêu nhau thì nó xảy ra rất là nhiều mâu thuẫn, đến cái giai đoạn là không thể nào chấp nhận được, thì lúc đó em mới có sự phát sinh bên ngoài. Tại vì người đến ở bên ngoài, người ta cho em được cái mà em đang hiện tại không có. Bạn hiểu rõ câu hỏi tôi hỏi không ạ? Tôi đang hỏi bạn là tại sao bạn không nói rõ ràng với cô ấy rằng mình yêu người khác và kết thúc, nhưng bạn luôn luôn bào biện bằng cách cô ấy là người kiểm soát bạn và khiến bạn muốn kết thúc cuộc tình này? Tại vì thực ra thì tôi vẫn còn thương cô ấy. Tôi nghĩ đây không phải là tình thương, tình yêu gì cả. Nếu mình yêu thương, mình sẽ không bao giờ làm tổn thương người khác. Bạn là người tự nhận được là bạn tìm được một mối quan tâm ở ngoài rồi. Bây giờ cuối cùng là giữa hai người bạn chọn ai? Tôi thật sự thì đang đứng ở trước ngã ba, tôi thừa nhận điều đấy. Nhưng tình yêu tôi dành cô ấy nó không có thay đổi. Nhưng tôi ra bên ngoài tôi lại bị cảm nắng một cái người khác. Lý do là cái tôi cần cô ấy lại không có. Cái gì cô ấy không có để cho bạn? Cái ngày như đó là sự quan tâm. Bạn nam kia lại có à? Cái sự quan tâm của người ấy rất là nhiều đối với tôi. Cái cách mà bạn lựa chọn người yêu nó nhập nhằng như là cái cách mà bạn lựa chọn giới tính để yêu thương vậy đó. Yêu thương ở giới tính nào nó không có tội, nhưng chúng ta nhập nhằng qua lại thì nó trở thành một cái tội lỗi. Cũng như cách bạn đã làm cho thân chủ của tôi cảm thấy đau đớn trong cuộc tình này. Vì đó đơn giản đó là sự lừa dối. Chúng ta luôn luôn bạo biện sự lừa dối của mình bằng cách là chúng ta chưa cảm nhận được rõ ràng, chúng ta cần có thêm cơ hội. Vậy tại sao bạn nữ của tôi không được quyền biết cái sự thật một cách rõ ràng hơn? Cô ấy tại sao phải chịu đựng là bạn được quyền lựa chọn, cô ấy phải luôn luôn ở trong thế bị động, bạn là người được chủ động. Khi bạn chấp nhận thì bạn tới, bạn không yêu nữa thì bạn muốn ra đi. Thật ra nói đến vấn đề này thì cũng xuất phát từ nơi cô ấy nữa. Tại vì cô ấy có một cái mối quan hệ người yêu cũ. Và cái mối quan hệ này hai người đó vẫn qua lại lén lút với nhau. Tôi không thể nào tách cô ấy ra được cái người yêu cũ. Nhưng có phải vì bạn nghi ngờ cô ấy có mối quan hệ nhập nhằng với người yêu cũ, khiến cho bạn cho mình thêm lý do, cho mình thêm động lực để mà ra ngoài ngoại tình hay không? Tôi không nghĩ đó là một cái động lực, nhưng tôi nghĩ đó là một xu hướng. Tại vì cô ấy đã làm như vậy, làm một sự trả đũa. Tôi không nghĩ là sẽ trả đũa cô ấy, nhưng cái tình cảm nó đến với tôi một cách mà giống như người ta khác mà được uống nước vậy. Cho nên một lúc nào đó tôi đã bị say nắng ở bên ngoài. Và okay, khi tôi nhận ra thì sự việc nó đã đi quá xa rồi. Hết giờ. Thưa quý vị, như vậy luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung đã vừa khai thác xong. Và luật sư tình yêu Lại Thanh Hương không mất đi một giây nào cả cho phần phản biện. Nhưng rõ ràng qua những gì luật sư tình yêu Trịnh Tú Trung khai thác Kỳ Tần, nó lại nảy sinh ra những vấn đề chúng ta đáng suy ngẫm. Nếu như bạn phát hiện trong mối tình của bạn, người con gái dường như có mối quan hệ với người yêu cũ, một là mình làm rõ, hai nếu mình đã xác nhận điều đó là đúng thì dừng lại. Còn nếu bạn lại tự cho mình một cái quyền là nhận sự quan tâm của một người khác nữa, thì chẳng lẽ ông ăn chả bạn nem à?
hết sức đáng suy ngẫm Kỳ Tần nha. Bây giờ là thời gian của luật sư tình yêu Lại Thanh Hương, để xem luật sư tình yêu Lại Thanh Hương sẽ dùng biện pháp gì để lấy lại cảm tình dành cho thân chủ của mình. Trong phần chất vấn chéo, mời luật sư tình yêu Lại Thanh Hương nhập cuộc. Tôi xin phép thẩm phán cho tôi không sử dụng thời gian của tôi nữa. Tại vì tôi nghĩ rằng là với việc mà đã chấp nhận tất cả mọi việc từ anh Kỳ Tần, thân chủ của tôi như thế này, thì tôi cũng không biết là phải bảo vệ anh ấy bằng cách nào hay buộc tội cô gái này thêm điều gì nữa. Thế nên tôi nghĩ tôi không cần phải đặt thêm câu hỏi nữa. Tại vì cô gái này khi mà đã rơi vào tình trạng đó là đã quá tổn thương rồi. Tôi không muốn đào sâu thêm. Xin cảm ơn thẩm phán. Thưa quý vị, lần đầu tiên tại tòa án tình yêu, luật sư tình yêu không muốn bào chữa cho thân chủ mình bằng cách tấn công đối phương nữa. Thưa quý vị, tôi xin ghi nhận hành động này từ luật sư tình yêu Lại Thanh Hương. Thưa quý vị, nếu là quý vị nghĩ sao? Như vậy thì liệu rằng câu nói cuối cùng thốt lên từ phía Diễm Trang dành cho Kỳ Tần, anh xem tôi là bất bình phong mà, có thật sự đúng hay không? Quả thật hết sức nan giải. Vậy thì giờ đây tôi phải dành thời gian để gặp gỡ khán giả có mặt tại trường quay để câu chuyện có nhiều chiều suy luận hơn. Mời khán giả bắt đầu. Đây là khán giả có mặt tại trường quay để theo dõi từ nãy giờ. Có lẽ rất nhiều diễn biến đã lần mở ra để chúng ta hoàn toàn có quyền đưa ra những quan điểm cá nhân của mình. Ai có ý kiến ạ? Xin mời bạn. Đến lúc này Kỳ Tần hay là Diễm Trang, ai mới là người đúng? Dạ, theo em thì em bênh vực cho chị Diễm Trang. Đối với bạn nữ thì cái việc mà được bạn nam ưu tiên lên hàng đầu trong tình yêu thì chắc chắn bạn nữ rất cần điều đấy. Mà trong khi đấy thì bạn nam lại có một sự vô tâm, cục xúc. Đấy là một điều mà em rất không đồng tình với bạn nam. Và đối với bạn nữ mà bạn nam bảo bạn nữ là có tính gọi là chiếm hữu thì em thấy là không phải. Tại vì bạn nữ đang rất là yêu bạn nam thì thật sự yêu thì mới có tính chiếm hữu này. Và theo em thì em hoàn toàn đồng ý với bạn nữ trong trường hợp này ạ. Cảm ơn bạn. Rõ ràng trong một mối tình của hai người có một người thứ ba xuất hiện thì cái người mà để cho người thứ ba đã xuất hiện trong cuộc tình là người sai rồi. Tôi muốn nghe một quan điểm khác. Ai ạ? Đây. Xin mời, cũng là đàn ông. Theo bạn, lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ thì bạn nghĩ sao? Thưa thẩm phán, là em không đồng tình với bạn khán giả vừa rồi. Không đồng tình vì sao? Vì em thấy trong tình yêu thì không nên có cái sự gọi là sự kiểm soát ấy. Nghĩa là bạn cũng không muốn bạn gái mình kiểm soát mình quá nhiều. Dạ, bởi vì khi anh Kỳ Tân này đi làm về thì đã rất là mệt mỏi rồi. Mà khi về nhà gặp những nhiều câu hỏi mà khi người phụ nữ yêu thương mình mà không tin tưởng hỏi quá nhiều câu hỏi thì bạn biết vì sao mà Kỳ Tần mỗi ngày đi làm về nhà lúc nào cũng mệt mỏi không? Vì anh ấy dành sức cho người khác đấy. Thì bạn nghĩ sao? Có phải chăng khi người đàn ông cả thèm chóng chán rồi thì đã vui vẻ ở bên ngoài thì còn sức lực đâu nữa mà dành cho tình yêu ở nhà? Bạn có thấy điều đó đúng không? Thật ra thì em thấy do cái sự kiểm soát của chị nên mới khiến anh Kỳ Tần tìm đến sự quan tâm của bên ngoài. Nghĩa là bạn vẫn bảo vệ Kỳ Tần đến cùng. Do Diễm Trang kiểm soát quá cho nên Kỳ Tần mới mở rộng trái tim của mình cho một người khác nữa. Đúng không? Cảm ơn bạn. Thưa quý vị, khán giả có mặt tại trường quay là vậy. Các bạn hoàn toàn có quyền đưa ra quan điểm. Đấy là sự thú vị của tòa án tình yêu. Ai cũng có quyền đưa ra quan điểm. Vậy thì quý vị khán giả thì sao? Từ câu chuyện nãy giờ, quý vị sẽ nghiêng về bên nào hơn? Ai mới thật sự là người đúng? Ai mới thật sự là người sai trong cuộc tình này? Đừng đi đâu cả. Chúng ta đến ngay với vòng cuối cùng của tòa án tình yêu mang tên Lời Thú Tội Muộn Màng. Thưa quý vị, và đây là vòng quyết định của tòa án tình yêu mang tên Lời Thú Tội Muộn Màng. Thưa quý vị, có lẽ câu chuyện mà chúng ta luôn cân nhắc trong một mối quan hệ đó chính là nếu để hình bóng của một người khác xuất hiện vào cuộc tình của hai người thì đó không còn là chuyện bình thường nữa và dễ dàng làm tổn thương người còn lại. Và giờ đây để xem lời thú tội muộn màng
bằng những giai điệu mà hai đương sự trong phiên tòa này sẽ lựa chọn để nói về cảm xúc chân thật nhất của mình. Họ sẽ nói gì trước khi cả hai đường ai nấy đi? Vậy thì bây giờ, xin mời luật sư tình yêu Lại Thanh Hương hãy giới thiệu cho thân chủ của mình giai điệu bạn ấy chọn là gì. Xin mời. Như ở phần chất vấn, luật sư Trịnh Tú Trung đã có phần hỏi đáp với cả Kỳ Tần, và Kỳ Tần đã chia sẻ về việc rằng là anh vẫn còn rất là yêu thương cô gái này. Tôi hiểu rằng là dù anh ấy có sai phạm điều gì chăng nữa thì tình cảm mà anh ấy dành cho cô ấy thì vẫn là cái tình cảm từ trái tim thực sự. Và ngày hôm nay, một chàng ca sĩ bolero, anh ấy đã viết một bài hát dựa trên câu chuyện của mình, dựa trên tình cảm của mình, nói về cuộc tình của hai người. Tuy không đến được với nhau, nhưng những tình cảm của anh dành cho cô là chân thật. Hãy đến với bài hát của Kỳ Tần, Hoa Dại Ven Sông. Thời gian dành cho Kỳ Tần giải bài nỗi lòng bắt đầu. Tóc mây sợi ngắn sợi dài, thương nhau chưa đủ. Thương nhau chưa đủ, sao nặng lời nhớ em. Cảm ơn Kỳ Tần. Đúng là tóc mây thì có sợi ngắn, sợi dài. Nhưng mà trong chuyện tình cảm, có thêm một người nữa thì có lẽ chuyện tình đúng là không thể đi dài được nữa. Trịnh Tú Trung, giờ đây mời bạn giới thiệu giai điệu mà thân chủ của bạn lựa chọn là gì? Khi một người phụ nữ dành ra rất nhiều tình cảm, nhưng thứ họ nhận lại không như những gì họ đã trao đi, thì đó là một cảm giác bế tắc, một cảm giác mà bất lực. Sự bất lực đi đến cùng cực, nó sẽ nảy sinh một thái độ sống, một cách phản ứng lại với tất cả mọi thứ. Đó chính là sao cũng được. Đó cũng là cách mà Diễm Trang muốn trả lời cho cuộc tình này. Sao cũng được và Diễm Trang bắt đầu. Hãy yêu lấy một người bình thường, để đem về thì thầm nhớ thương. Mặc cuộc đời này sao cũng được. Ở quá khứ và cả hiện tại, yêu thương nào cùng nhau cũng phải. Chẳng ai ngồi cùng ai được hết đêm dài. Thật là chua xót cho nỗi lòng của một người con gái. Câu sau đó của giai điệu này là: ai dối trá và ai thật lòng chẳng quan trọng nữa rồi, phải không? Rõ ràng khi cuộc tình đi đến hồi kết, những kỷ niệm đẹp dành cho nhau chỉ còn là ký ức. Và giờ đây, rõ ràng những cảm xúc giải bài dành cho nhau đã được thể hiện qua hai đương sự của phiên tòa ngày hôm nay. Vậy thì tôi xin được tuyên bố phán quyết cuối cùng, xin được bắt đầu. Và thưa quý vị, đây là thời gian để tòa án tình yêu đưa ra phán quyết cuối cùng. Giờ đây là lúc mà khán giả sẽ đưa ra quyết định xem ai mới là người đúng trong cuộc tình này. Có lẽ sẽ không quá khó đoán với khán giả đang ngồi trước màn ảnh nhỏ. Khán giả nghĩ sao? Tôi sẽ hỏi ngay bây giờ. Khi tôi đọc lên một cái tên, nếu các bạn đồng tình rằng đó là người đúng trong cuộc tình này, các bạn hãy dành những tràng vỗ tay lớn hơn cho người đó. Còn nếu ai các bạn cho rằng là sai, các bạn có quyền thể hiện bằng hành động không làm gì cả. Vậy thì bây giờ, hãy cho tôi biết người đúng trong cuộc tình này có phải là Kỳ Tần? Hết sức im lặng, cả luật sư tình yêu của anh ấy cũng đứng yên tại chỗ. Tôi tin rằng sẽ rất khó cho ai đó đồng tình với việc cấm từng người khác. Sẽ rất khó cho ai đó. Vậy thì bây giờ, khán giả tại trường quay thân mến, hãy cho tôi biết người đúng trong cuộc tình này
có phải là Diễm Trang? Lúc này tôi là Phương Hiếu, thay mặt cho tòa án tình yêu trong vai trò thẩm phán tình yêu sẽ đưa ra phán quyết. Sau khi tôi đưa ra phán quyết, nếu như các đương sự không đồng tình với phán quyết thì dùng búa gõ vào đế đỏ. Nếu đồng tình với phán quyết của tòa án tình yêu, dùng búa gõ vào đế xanh. Trong một cuộc tình, dĩ nhiên khi chúng ta dành cả tâm sức đi làm kiếm tiền để dành cho người con gái chúng ta yêu an tâm kinh doanh ở nhà là điều tốt, không có gì sai cả. Nhưng chúng ta cho phép một người khác bước vào mối quan hệ của mình và mập mờ chuyện đó không rõ ràng dứt khoát thì có lẽ mình phải xem lại. Ở phía Diễm Trang, nếu như chúng ta quá kiểm soát trong tình yêu, thật sự cái gì quá nó cũng không tốt. Nhưng tôi tin những gì mà bạn nghi vấn, đặt để và áp đặt vào chị Tần là có cơ sở, dựa trên câu chuyện đã được tiết lộ ngay tại sân khấu này. Tôi hoàn toàn không đồng tình với việc quá kiểm soát trong tình yêu, nhưng tôi xin tuyên bố người thắng là Diễm Trang. Lúc này tôi muốn hỏi Kỳ Tần, bạn có đồng ý phán quyết của tòa án tình yêu hay không? Diễm Trang, tôi muốn hỏi bạn có đồng tình với phán quyết của tòa án tình yêu hay không? Tôi đồng ý. Cả hai bạn đều đồng ý. Kỳ Tần, bạn có muốn nói lời cuối trước khi khép lại phiên tòa này không? Thật ra thì anh rất là còn thương yêu em. Nhưng anh biết được là trong suốt khoảng thời gian chúng ta quen nhau, anh đã làm cho em khổ rất nhiều. Vì vậy anh cảm nhận được mình không còn xứng đáng với em nữa. Và anh mong muốn là người đến sau sẽ thay anh cho em một cái hạnh phúc trọn vẹn nhất. Cảm ơn anh. Vì anh đã có người mới nên mới chúc em hạnh phúc đúng không? Em không cần đâu. Chắc chắn với anh là em sẽ hạnh phúc hơn anh. Thưa quý vị, đến đây không còn gì để nói nữa. Tôi là Phương Hiếu, là thẩm phán tình yêu của tòa án tình yêu, xin được tuyên bố khép lại phiên tòa ngày hôm nay. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!